Khuya rồi, anh còn đi đâu nữa vậy? Thì anh có chút xíu việc đi ra ngoài xíu, anh chắc về trễ lắm, đừng chờ cửa. Làm gì mà mấy tháng nay đêm nào anh cũng đi vậy? Hay là đi với con nào? Làm gì có đi với con nào, tào lao quá. Thằng Bảo á, nó thất tình, nó hẹn mấy anh em ra nhậu vài chai. Đâu, đưa điện thoại cho em coi. Chuyện đàn ông với nhau có gì đâu mà coi. Thôi anh đi đó. Nhớ về sớm đó nha, em đợi đó. Biết rồi. Ước gì tối nào mình cũng ở bên nhau nhiều hoài ha. Tư cũng muốn vậy lắm chứ bộ. Nhưng mà dạo này á, vợ của Tư nó có vẻ nghi rồi. Cứ lấy cớ mà đi thăm bạn rồi đi khuya quá. Sợ là không ổn. Vậy rồi Tư tính làm sao? Không có cớ ra ngoài được, làm sao mình gặp? Mà nếu như ở nhà một mình Tư không có qua, chắc là buồn chết quá. Trời ơi, thì tôi đang tính đây nè. Tôi rất là muốn được ở bên cạnh Như, mà con Liên á, nó mà biết chuyện hai đứa mình là coi như là rắc rối lắm á. Nếu biết rắc rối vậy rồi giờ xưa Tư chịu quen với Như làm chi? Thì Tư nghĩ coi, mình thương nhau mà lén lút như vậy á, có tiếng mà không có miếng. Bộ tư tưởng mình sướng lắm hả? thôi thôi, tự biết mà, chỉ là để từ từ coi. Tư sẽ bù đắp cho Như nha. Nha. Người Bây ta giờ nói giận mà giận có được đâu. Dẻo mồm dẻo miệng quá đi, bởi vì người ta mới siêu lòng giờ mới khổ nè. cái này là quan nha. Hồi đó là lỗi do Như. Như lỗi gì? Thì lúc trước á, Như nói là tình duyên của Như khó khăn nè. Cái Như tâm sự với Tư, cái Tư cảm động rồi thương rồi nào không biết luôn nè. Phải chi hai đứa mình mà biết nhau sớm thì hay biết mấy ha. Nếu biết sớm hơn á thì Tư cũng chê mình già hơn Tư, rồi xấu hơn vợ của Tư nữa, rồi Tư có chịu cưới mình đâu. Trời ơi làm gì có. Trời ơi, còn đẹp thế này vậy mà. Già đâu mà già trời ơi. Dẻo mồm dẻo miệng quá đi. Hiểu không? Thiệt không nè. Nè nè. Chưa ngủ nữa hả? Anh mệt quá à. Tắt đèn đi em, nhăn mùng đi ngủ. Nè, anh nói thiệt đi, anh đi đâu về vậy? Thì nãy nói rồi đó, bạn nó thất tình, ra nhậu la da vài chai thôi mà. Đi ngủ đi. Anh có biết nói xạo không vậy? Hả? Sao? Làm vài chai mà người không có tí mùi bia rượu là sao? Thì mai phải đi làm cho nên anh đâu dám uống đâu, để tụi nó uống mà. Tự nhiên nghi ngờ gì vậy? Ngủ đi, khuya lắm rồi đó, vì mai nói chuyện. Vậy tin nhắn của bạn anh đâu? Đưa điện thoại đây cho tôi coi. Bây giờ là mấy giờ hả? Còn kiếm chuyện nữa hả? Sao cứ đòi có điện thoại hoài vậy? Nếu mà không có gì á thì anh cứ đưa điện thoại cho tôi đi. Mày coi làm cái gì? Thì đưa đi, có cái gì mà phải giấu. Gọi đi. Nè, chị Như là ai vậy? Chị Như là chị của thằng bạn hồi nãy. Hôm nãy ngồi chung thì chị cũng hỏi thăm, thì biết đâu đi về chị hỏi vậy thôi. Có gì đâu mà hỏi hoài à. Anh có nói thiệt không á?
Nè, tôi là chồng cô nha, cô còn không tin nữa hả? Tối ngày cái đòi điện thoại có đây có kia hoài, bây giờ biết mấy giờ không? Khuya rồi đó, mai tôi phải đi làm nữa. Tối ngày ghen tuông tùm lum bậy bạ không? Biết ngay là dối trá mà. Làm cái gì mà có cái tin nhắn thất tình ở đây? Nhưng nghe nè Tư, tôi về nhà chưa? Chồng tôi về nhà hay chưa? Liên quan gì tới bà? Vậy là hàng xóm này nè, chị Như đây. Bà nãy chị thấy chồng em đi về phía nên chị... Nè, chồng tôi không có cần chị quan tâm nha. Không có đến lượt chị lo. Chị lo cho chị đi. Già rồi á, ở sao á mà cho coi được chút. Đừng có để cho lối xóm này á coi thường. Cái đồ lẳng lơ đi dụ chồng nhà người khác nghe chưa? Mày ăn nói cho đàng hoàng nha. Tao lớn tuổi hơn mày đó. Mày dựa vào đâu mà mày nói tao dụ chồng mày? Dựa vào đâu vậy hả? Dựa vào đâu hả? Dựa vào cái tin nhắn mà nửa đêm chị gửi cho chồng tôi nè. Cái gì vậy? Trời ơi, em đi điên rồi hả? Anh đứng yên đó cho tôi. Đúng, tôi đang điên nè. Còn bà nữa, chồng tôi về chưa? Liên quan gì tới bà? Ai mượn bà hỏi? Bà lẳng lơ cả cái xóm này ai cũng biết hết á. Không có quen đâu. Hay là tôi nói đúng quá nên bà nhộn hả? Thôi, tao không có dư hơi để cãi lý với mày. Để mai tao qua là nói chuyện với mày ba mặt một lời. Nè, alo, cô nha, cô quá đáng lắm đó nha. Cái gì mà quá đáng? Anh nói á là anh đi nhậu với bạn, mà tin nhắn của bạn không có trong đây, lại có tin nhắn của bà Như là sao? Bà đó nổi tiếng lẳng lơ cả cái xóm này ai cũng biết, mà anh nói tôi quá đáng là quá đáng sao? Đi, cô muốn nghĩ gì kệ cô, tôi không quan tâm nữa. Nè, anh hỏi đi đâu vậy? Tôi chưa nói xong mà. Trời ơi, đi đâu mà giờ này còn chưa chịu về nữa? Sao giờ này anh chưa chịu về nữa? Anh về đi, tôi muốn nói chuyện rõ ràng với anh. Liên đâu rồi? Liên, mày ra đi. Em qua mày nói ai dụ chồng mày, ai lẩm lơ hả? Mày nói đi, ai dụ chồng mày hả? Dám qua đây la lối nữa hả? Bà không lẩm lơ, không dụ trai á, thì nửa đêm nhắn tin cho chồng tôi làm cái gì? Cái tiếng lẩm lơ dụ trai của bà cả xóm này ai cũng biết hết á. Làm như quan lắm vậy á. Mày á nghe mày, mày nhỏ tuổi hơn tao, mày hỗn láo hả? Tao hỏi thăm chồng mày có vài câu chả sao rồi. Mày nói tao là dụ trai, mày là lăng nhục tao hả? Cái loại đàn bà như mày á, chồng má chán là đúng rồi. Mày nói cái gì hả? Tao nói đó, chồng chán là đúng rồi. Bà bây giờ mày muốn gì hả? Bà hả? Mày ngon mày chém tao đi. Ui da. Bị cáo Đặng Ngọc Liên, tại sao bị cáo lại có hành vi vung dao chém gây thương tích cho bị hại là bà Nguyễn Quỳnh Như, dẫn đến thương tật 15% như vậy? Thưa hội đồng xét xử, bà Như có tình ý với chồng của bị cáo. Khi bị cáo hỏi thì chối, đã vậy còn qua nhà gây chuyện, rồi xô té bị cáo nữa, nên bị cáo tức mình mới chém bà Như. Bị cáo một mực khẳng định chồng mình và bà Như có quan hệ bất chính. Vậy bị cáo có bằng chứng gì để chứng minh không? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo không có bằng chứng cụ thể. Nhưng mà dạo này á, chồng của bị cáo thường hay đi về khuya lắm. Mà đi bộ không à, không có đi xe. Nhà bà Như á, thì ở gần nhà bị cáo. Mà bữa đó, chồng bị cáo nói á, là bạn nhắn tin rủ đi nhậu, mà tin nhắn của bạn á, thì không có thấy.
Mà nửa đêm á, bà Như lại nhắn tin hỏi về chưa, nên bị cáo mới dựa vào đó. Mời đại diện viện kiểm sát đưa ra bản cáo trạng. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa thẩm tra công khai ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Trần Ngọc Liên đối với bị hại Nguyễn Quỳnh Như là cố ý gây thương tích. Chỉ vì những mâu thuẫn trong vấn đề tình cảm và phán đoán dựa theo cảm tính của bản thân mà bị cáo đã có hành vi lăng mạ, thậm chí dùng dao gây thương tích 15% cho bị hại. Căn cứ Điều 104 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị mức phạt 2 năm tù, đồng thời bồi thường cho bị hại 20 triệu đồng. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bà Nguyễn Quỳnh Như đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bị cáo nói bà có quan hệ bất chính với chồng của bị cáo, đó chính là nguyên nhân dẫn đến vụ án. Bà có đồng ý với ý kiến của bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, bị cáo chém tôi bị thương, còn lăng mạ đặt điều vu khống. Tôi với Tư là hàng xóm, gặp nhau chào hỏi vài câu chứ không có tình ý gì hết. Chỉ vậy thôi mà bị cáo chém tôi ra nông nổi như vậy nè. Vậy bà có đồng ý với bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi vừa bị thương mà cũng vừa mang tiếng xấu. Tôi xin hội đồng xét xử xử cho nghiêm để mà răn đe, đồng thời cũng đòi lại công bằng cho tôi. Chứ 2 năm tù với 20 triệu thì không đủ bù đắp cho tôi bị chịu thiệt thòi như vậy. Mời bà ngồi xuống. Hội đồng xét xử sẽ xem xét đề nghị của bà. Mời anh Nguyễn Văn Tư, chồng bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Anh có liên quan trực tiếp đến vụ án? Hãy cho hội đồng xét xử biết anh có quan hệ bất chính với bà Như hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, những lời vợ tôi nói đều là sự thật. Đề nghị mọi người trật tự để phiên tòa tiếp tục. Tôi có mối quan hệ bất chính với bà Như. Vậy tại sao trước đây anh một mực khai rằng mình với bà Như không có mối quan hệ gì? Dạ, tại trước đây á, tôi chối bỏ vì tôi muốn giữ thể diện cho bà Như. Nhưng mà bà cứ khăng khăng cứ đòi tăng mức án, cứ đẩy gia đình tôi vào khốn đốn như vậy. Tôi vẫn còn bằng chứng chứng minh mối quan hệ của tôi với bà. Chỉ mong hội đồng xét xử giảm án cho vợ tôi. Mời anh ngồi xuống. Mời bị hại Như đứng dậy trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chồng bị cáo thừa nhận có quan hệ bất chính với bà. Đó là một phần nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của bị hại. Hơn nữa, chồng bị cáo có chứng cứ về mối quan hệ với bà. Vậy bà có ý kiến gì không? Tôi không có ý kiến gì hết. Tôi với Tư chỉ là qua lại một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà hành vi của bị cáo chém tôi thì phải phạt nặng. Việc đó hội đồng xét xử sẽ xem xét mức án hợp lý. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Đặng Ngọc Liên, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Thưa hội đồng xét xử, mọi chuyện bây giờ cũng đã rõ ràng rồi. Bị cáo chỉ ân hận á, là không có kềm chế được bản thân để gây tổn thương cho bị hại. Nhưng mà lỗi á là do nhiều phía.
Không có lửa thì làm sao mà có khói. Nếu chồng của bị cáo với bị hại á mà biết suy nghĩ hơn á thì chuyện đáng tiếc này đâu có xảy ra đâu. Mong hội đồng xem xét mà xử cho đúng. Bây giờ hội đồng xét xử vòng nghị án giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa được thẩm tra công khai trong ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Đặng Ngọc Liên với bị hại Trần Quỳnh Như là cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Tuy phải mang trên mình thương tật 15%, nhưng không thể phủ nhận hành vi sai lầm của bị hại. Đó là ngoại tình với chồng của bị cáo và còn khai gian trước tòa. Cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ, áp dụng điều 104 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Đặng Ngọc Liên 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, buộc bị cáo bồi thường 19 triệu đồng cho bị hại. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Một phiên tòa trớ trêu khi bị cáo là vợ và bị hại là nhân tình. Và ngay khi bị hại đang khăng khăng mình bị vu oan, muốn tăng hình phạt cho bị cáo, thì phía người chồng bỗng đứng ra thú nhận tội ngoại tình với bị hại nhằm xin giảm án cho vợ mình. Tại phiên tòa, bỗng thấy dở khóc dở cười cho chính những người trong cuộc. Bởi bị cáo dù được chồng bảo vệ, nhưng hẳn trong lòng đau đớn lắm khi nghe chính miệng người chồng thú nhận việc ngoại tình. Và cũng vì việc ngoại tình đó là ngọn nguồn của cơn ghen khiến bị cáo vướng vào dòng lao lý. Còn bị hại dù là nạn nhân trong phiên tòa hôm nay, nhưng lại rơi vào tình cảnh bẻ bàng khi mối tình vụng trộm bị vạch trần bởi chính nhân tình của mình, chỉ vì người đàn ông đó muốn bảo vệ vợ. Cả bị cáo lẫn bị hại vừa đáng trách mà cũng vừa đáng thương. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là nạn nhân trong chính mối quan hệ tình cảm của họ với cùng một người đàn ông. Với tôi, người đàn ông đó mới là người đáng trách nhất trong câu chuyện này. Nếu như ta sống đứng đắn, giữ được tình cảm chung thủy, tránh những cám dỗ dục vọng cá nhân, thì đã không có phiên tòa cười ra nước mắt này. Thời khắc đã thành thiên thu. Anh xin lỗi em, anh cũng không muốn như vậy đâu. Quay lại đi, quay lại đi. Anh biết là anh có sai rồi Liên à. Em bỏ qua cho anh nha. Tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy hả? Anh không nghĩ tới vợ á thì cũng phải nghĩ tới con, tới gia đình hai bên chứ. Anh biết là anh sai rồi. Đừng giận anh nữa Liên nha em. Liên, xin lỗi em, xin lỗi em. Lau bằng khăn khô làm sao mà sạch, chỗ đó dầu mỡ không đó. Dạ cũng không có dơ lắm đâu má. Với lại á, hồi nãy con có đổ nước lên rồi con mới lau má. Không có dơ thì cũng phải lau dọn cho đàng hoàng chứ. Ra giặt rồi lau lại cho tôi đi. Người lớn dạy không biết nghe, trả treo. Lau khăn ướt xong rồi lau lại khăn khô cho tôi. Má ơi, à, con lau xong rồi con mở quạt lát nó khô rồi má. Cô lau dính xong rồi cô để đó bụi bặm nó bám vô, vậy là cô làm chi cho nó mất công vậy? Nói thầy biết biết nghe, rống họng mà cãi. Bực bội gì đâu à. Má. Ủa, con đi làm về rồi hả? Đưa đây, đây, đây. Dạ, má dẹp.
chuẩn bị ăn cơm con, đói lắm hả con? Ủa, vợ con đâu rồi má? Đang xả cái khăn kìa. Lao có một cái bếp không à, mà để chỉ tới chỉ lui. Thôi má đừng có giận, tánh cổ hơi tiểu thư, có gì má từ từ dạy ha. Con ngồi xuống đây đi, chuẩn bị ra ăn. Anh mới về. Ủa, chồng về thì dọn cơm lên á, chứ đứng làm gì vậy? Sao con, công việc làm ăn sao thuận lợi không? Dạ cũng ổn á. Thấy con lúc này là xanh cao ốm lắm á nha con. Con biết rồi, con sẽ ăn nhiều hơn. Đói lắm rồi phải không? Dạ. Trời ơi, dọn có cái mâm cơm không mà nó lâu dữ vậy không biết nữa. Dạ con xong rồi má. Nhanh đi em, má với anh đói rồi. Má với anh ăn cơm trước nha. Em hơi nhức đầu, em vô trong em nghỉ xíu, lát em ra em ăn. Ủa, em thôi, em thôi, sao thôi, thôi thôi thôi, con đi làm về mệt thì con cứ ăn đi, mặc kệ nó. Đói thì ăn mới khỏe. Con ăn đi. Dạ. Nấu có một mâm cơm mà than tới than lui. Hồi xưa đó, nấu cả chục miệng ăn kìa, chắc lăn đùng ra chết quá. Em nghỉ một xíu rồi ăn liền nha. Con lo con ăn đi. Dạ. Hồi trước á là má đã là không ưa nó rồi, mà con á đòi sống đòi chết lấy nó cho bằng được. Bây giờ con thấy chưa, chứ má là má chịu không nổi rồi đó. Má đừng có giận nữa, có gì á con sẽ nói chuyện lại với cổ cho. Con nói con nghe không? Hay là nó leo lên đầu con cổ con? Má nói mà nó con không thèm nghe nè. Nó cãi ngược cãi xuôi, bực bội gì đâu à. Thôi mà, con sẽ tìm cách. Má ăn cơm đi. Con ăn đi. Nuốt miếng cơm không vô luôn á. Xách đồ đi á thì đi luôn nha, chứ đừng có vài bữa mà mò về đó. Má yên tâm, má có chạy thảm á con cũng không về đâu. Má, ủa chuyện gì nữa đây? Tôi viết đơn xong rồi đó, tôi để trong phòng, anh vô anh coi anh ký đi. Cô muốn gì nữa? Chuyện gì vậy má? Còn chuyện gì nữa? Chuyện làm việc không có ra cái chuyện gì hết á. Rồi nói tới á thì cãi ngược cãi xuôi. Nó kêu con ký thì con ký đi. Con không nghe lời má, bây giờ muốn làm lớn chuyện nữa phải không? Anh muốn nghĩ sao nghĩ, tôi hết chịu nổi rồi. Anh nghe lời má của anh á, ký vô đơn ly dị đi. Cô làm dâu mà không biết làm cái gì hết, má tôi phải chỉ từng chút một. Bây giờ á, ngay cả cái chuyện kính trọng người lớn cô cũng không biết nữa hả? Phải rồi, tôi không biết làm gì hết, nên má anh chỉ gì á tôi cũng nghe hết. Rồi sao? Rồi má anh á tìm cách bới móc rồi chê bai tôi đủ thứ. Anh đi làm, anh đâu biết tôi phải chịu đựng thứ gì đâu. Hay là anh về á, anh nghe má anh nói mấy câu rồi anh đổ lên đầu tôi á là tiểu thư không biết làm gì hết trơn trọi đó. Tôi chịu đựng hết nổi rồi. Anh ký vô đơn đi, rồi đi kiếm người mới á cho vừa lòng má anh. Đó, con thấy chưa? Nó thách đó. Cái loại làm dâu, làm vợ như đó mà như vậy đó hả? Má. Thôi bây giờ không có nói gì hết. Con bỏ nó, còn không thì con bỏ má. Không có thì má chết cho con coi. Nè, cô đi đâu vậy? Đứng lại. Con có cản nó. Để nó đi đi. Không có loại người đàn bà nào mà đang sống yên lành mà bỏ đi. Cái kiểu này nè, chỉ có đi theo trai thôi. Cái loại đó mà con lo cái gì? Má nói gì vậy má? Má nói cái gì? Trời ơi là trời. Chồng á thì đi làm về cực khổ,
Còn nó ăn xong rồi nó nằm nó ôm điện thoại, làm có chút xíu việc là mà nó than lên than xuống. Mà nói động tới nó hả, cái mặt nó như là đưa đám vậy đó. Má nhìn má chịu không có nổi mà. Nhà này công việc em tốt không? Dạ ổn anh. Anh làm gì vậy? Chưa gì mà cô dẫn về nhà hả? Anh hiểu lầm rồi. Tôi là bạn trai của Trang. Anh có quyền gì mà anh đánh tôi? Anh cút đi, cút ra khỏi nhà tôi đấy, cút ra đây. Chuyện gì vậy? Sao vậy em? Mày làm gì nói vậy hả con kia? Ở nhà, mày với mẹ mày hành em tao chưa đủ hay sao mà còn qua đây gây chuyện nữa hả? Mày mà còn đụng tới nó, tao sống chết với mày đó. Cút ra khỏi nhà tao. Chuyện của nhà tôi, để tôi giải quyết liên quan đến nhà chị. Tao nói cho mày biết, mày mà còn muốn gây chuyện nữa, tao báo công an tới. Khi đó, coi ai dạy ai cho biết nha. Anh, đi báo công an cho em, nhanh lên. Anh ấy, ông ấy bây giờ anh đi về trước đi. Chứ một lát á, báo công an á, xuống đây phiền lắm. Không hay đâu, ha. Tôi không có để chuyện này đâu. Cái lợi núp với mẹ như mày á, rồi qua đây làm trời hả? Thôi kệ đi chị. Ngồi xuống đây đi. Em có sao không? Anh ở nhà mà để nó đánh nhỏ ra vậy đó hả? Thôi, chị đừng có trách anh Thành. Tại vì á, ảnh qua đây á, chắc là muốn năn nỉ em quay lại. Nhưng mà thấy em ngồi với người lạ nên ảnh nổi điên lên á. Cái loại như nó á, là em muốn được mềm lòng đâu đó. Phải nhất quyết ly dị cho chị. Cái thứ nó với mẹ nó không có tốt lành gì đâu. Đợt này em dứt khoát luôn, chị yên tâm đi. Ừ, thôi vô lấy dầu xuất đi, chị thấy đỏ rồi đó. Chị với anh Thành đi chợ. Dạ, anh chị đi. Đi anh. Anh đi nha. Anh qua đây làm chi nữa vậy? Anh xin lỗi chuyện hồi nãy. Anh không cố ý. Em có đau không? Anh tránh ra đi. Đừng có đụng vô người tôi. Tôi không cần anh lo đâu. Đi về đi. Em về nhà đi. Đừng có giận anh nữa. Anh nhớ em nhiều lắm. Tôi về nhà cho má con anh Hành tôi tiếp hả? Tôi không có về đâu. Tôi nói lần cuối anh hiểu nha. Tôi có chết á, tôi cũng không về nữa. Bây giờ cô có về không? Nãy giờ tôi xuống nước nhiều lắm rồi đó nha. Tôi không về. Cô có thằng khác rồi phải không? Cô có thằng khác rồi phải không? Anh muốn nói thôi làm gì vậy? Cô trả lời tôi đi, cô có thằng khác rồi phải không? Ừ, tôi có rồi đó, làm gì tôi? Anh vừa lòng chưa? Tôi có rồi đó. Cô này, cô này, đi vào. Bị cáo Phạm Hoài Nam, hãy cho hội đồng xét xử biết tại sao bị cáo lại giết vợ mình là bị hại Trần Thùy Linh như vậy. Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Bị cáo thật sự rất là hối hận, chỉ vì quá nóng giận khi vợ không chịu quay về. Cộng thêm suy nghĩ vợ có người khác, nên bị cáo đã không kiềm chế được hành vi của mình. Vợ không chịu hàn gắn tình cảm thì phải tìm hiểu rõ nguyên căn chứ sao lại ra tay tàn ác như vậy. Bị cáo có chứng cứ gì về việc vợ mình ngoại tình hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, lúc đó bị cáo có hỏi tại sao vợ không chịu quay về, có phải là có người khác hay không?
Vợ bị cáo trả lời có, nên bị cáo muốn giết vợ rồi sau đó tự sát. Nhưng được gia đình bên vợ đem đi cấp cứu nên thoát chết. Vậy có bao giờ bị cáo nghĩ lại trong thời gian ở chung với nhau có mâu thuẫn gì đó khiến cho vợ mình là chị Linh chịu không nổi cho nên mới có ý nghĩ bỏ về gia đình cha mẹ ruột? Thưa hội đồng xét xử, vợ bị cáo và má không được hòa hợp với nhau nên hay xảy ra xung đột. Nhưng bị cáo nghĩ chuyện mẹ chồng nàng dâu thì nhà nào cũng có. Với lại má của bị cáo chỉ muốn tốt hơn thôi, nên bị cáo không quan tâm lắm. Mời đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và phiên tòa ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Hoài Nam đối với bị hại Trần Thùy Linh là đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi vợ yêu cầu ly hôn, bị cáo muốn hàn gắn tình cảm nhưng không được, nên đã hành hung bằng cách dùng nón bảo hiểm đánh bị hại. Tàn ác hơn nữa là dùng dao đâm 15 nhát, cướp đi mạng sống của bị hại là chị Trần Thùy Linh. Căn cứ vào điều 93 Bộ Luật Hình Sự, viện kiểm sát đề nghị mức án tù chung thân cho bị cáo Phạm Hoài Nam với tội danh giết người và đề nghị hội đồng xét xử buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 80 triệu đồng. Mời đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời chị Trần Thùy Trang, đại diện cho bị hại, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị có biết những vấn đề em gái mình là bị hại Linh gặp phải trong quá trình làm dâu hay không? Thưa hội đồng xét xử, con Linh vốn tính hiền lành, cam chịu, nên luôn bị mẹ chồng hành hạ. Thằng Nam nó là chồng mà không bao giờ lên tiếng bảo vệ hay là bênh vực con Linh, nên nó tủi thân và đau khổ lắm. Con Linh nó có nói với tôi á, là có lần nó đề nghị với thằng Nam dọn ra ở riêng cho dễ thở, rồi bị thằng Nam nó tát vì cho rằng con nhỏ không xem mẹ chồng ra gì. Còn vậy cái chuyện á mà con Linh nó ngoại tình á, thì tôi cam đoan là chuyện đó không có. Vậy thì có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo Phạm Hoài Nam hay không? Thưa hội đồng xét xử, em tôi nó sống khổ vì nhà chồng, lại còn bị chính chồng nó giết chết. Thử hỏi còn ai khổ hơn nữa không? Tôi mong hội đồng xét xử xét nghiêm để răn đe những gia đình có cùng cảnh ngộ, và cũng để cho em tôi nó thanh thản. Mời chị ngồi xuống. Mời bà Vũ Thu Hoài, mẹ của bị cáo, đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Theo hồ sơ vụ án thì quá trình Linh làm dâu bà không làm vừa lòng, bà thường xuyên chèn ép, xúi giục con trai bà bỏ vợ, có đúng như vậy không? Kính thưa hội đồng xét xử, Linh vốn tiểu thư, cho nên nhiều lúc tôi cũng tỏ ra không có hài lòng. Bây giờ nghĩ lại tôi rất là ân hận về cái sự cai nghiện của mình đối với con dâu. Nam con tôi nó rất là yêu vợ, nhưng mà bị áp lực của tôi, cho nên nó quẫn chí mà nó gây lên phạm tội. Giá như tôi biết dằn tánh nóng, giá như tôi biết khoan dung hơn, thì bây giờ hai vợ chồng nó rất là hạnh phúc. Vậy bà có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Kính thưa hội đồng xét xử, xin hội đồng xét xử khoan hồng cho con tôi, nó sớm quay trở về với gia đình. Còn bao nhiêu tiền, tôi cũng xin hứa là sẽ đền bù hết bên gia đình bên kia. Tôi kính xin hội đồng xét xử giảm án nhẹ cho cháu. Lỗi lầm này chắc tôi mang đi suốt cuộc đời quá. Mời bà ngồi xuống. Bị cáo Phạm Hoài Nam, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án.
Kính thưa hội đồng xét xử, thật sự bị cáo không muốn sống nữa. Chân má của bị cáo tuổi đã cao, cần có người chăm sóc. Xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Con ơi, má, má xin lỗi con, má đã hại con rồi, Nam ơi. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa ngày hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Phạm Hoài Nam đối với bị hại Trần Thùy Linh là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn trong cuộc sống và việc không được chấp thuận hàn gắn lại tình cảm mà bị cáo lại tàn nhẫn ra tay sát hại chính vợ của mình. Sau khi được điều trị vết thương do tự sát không thành và bị bắt để lấy lời khai, bị cáo không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội mà một mực đổ lỗi cho bị hại, không chấp nhận yêu cầu quay về. Căn cứ điều 93 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Hoài Nam tù chung thân, đồng thời buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền là 80 triệu đồng. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, cộng thêm sự nhu nhược vũ phu của người chồng, đã đẩy cuộc hôn nhân của Linh tan vỡ. Nhưng đáng thương cho bị hại Linh là ngay khi đã ly hôn, cô vẫn không thoát được sự kiểm soát của người chồng cũ. Để rồi khi ý định níu kéo bất thành, hắn đã cuồng ghen mất lý trí, ra tay thủ ác, tước đoạt mạng sống của chính vợ cũ của mình một cách nhẫn tâm. Ngồi ở hàng ghế dự khán, không chỉ tôi mà nhiều bị cáo đều phẫn nộ vì hành động tàn ác của bị cáo Nam. Và tôi cũng đồng tình với bản án tù chung thân mà tòa đã tuyên, bởi đó là cái giá bị cáo phải trả cho tội lỗi của mình. Còn với mẹ bị cáo, dẫu chia sẻ với bà về nỗi đau đang mang, nhưng không thể không trách bà. Lẽ ra làm mẹ, bà phải yêu thương và vun vén cho hạnh phúc của con trai, con dâu. Thì đằng này, chính bà lại là người cản trở, gây nên những mâu thuẫn trong cuộc hôn nhân của chính con trai bà. Để rồi giờ đây, bà phải ân hận khi đứa con mà bà yêu thương hết mực, gây nên tội ác và phải rơi vào vòng lao lý. Âu cũng là bài học đắt giá mà mỗi chúng ta phải xem để cảnh tỉnh chính bản thân mình. Quay lại đi, thời khắc đã thành thiên thu. Hết thịt rồi, biết đường đi lấy thêm. Chị ngồi ngoài á, đi lấy giùm đi. À, thôi, để chị đi lấy. Hai, sắp đám giỗ ba rồi đó. Ừ, chừng nào tới đó thì làm. Ai chẳng biết tới đó thì làm. Nhưng mà làm như thế nào kìa. Năm ngoái á, làm sơ sài, má đâu không có đồng ý rồi đó. Kỳ này á, giỗ ba làm đàng hoàng, tao lo. Hai tính lo gì hai? Em góp công, hai hùng tiền nha. Tiền tao lo, đám giỗ của ba một năm có một lần. Tao là con trai trưởng, tao không lo, thì ai lo? Tất nhiên á, giỗ hoài á, thường phải lo cho chu đáo. Nhưng mà nhà mình tiền bạc có dư giả đâu, lấy đâu ra tiền mà ông đòi lo hết chứ. Bà mà không có tiền á, bà chết với tôi. Anh hai á, con trai trưởng có khác ha. Ba má mình không lo thì ai lo? Đúng không chị hai? Con gầm, hết đi học.
cái thằng lớn rồi mà nói năng lý nha lý nhí, cái mặt á thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì. Chị dâu tôi á khéo đẻ ghê ta. Sao cô nói cháu nó vậy cô? Thì thấy làm sao thì tôi nói như vậy. Mà anh hai, chị nó không có tiền kìa, anh tính làm sao? Dỗ ba lần này á, bà lo không được á, bà chết với tôi đó. Anh hai, nói gì kỳ vậy? Chị hai hiểu rồi mà. Để bữa đó em đi sắm đồ với chị hai, anh đừng có lo. Được không chị? Được mà. À mà thôi, tôi về trước nha cô. Chút xíu nó ăn xong á, em dọn chén em chị nha. Ừ, chị về đi. Có bao nhiêu đâu em làm được mà. Chứ chẳng lẽ mời chị dâu qua rồi bắt chị dọn chén hay sao? Hai má con ăn no đi, rồi bỏ đi về được sao? Cứ để cho chị về đi, em dọn được mà. Về đi chị. Đi, đi thôi chị về nha. Hồi nãy á có người ngoài nói không có tiện, anh hai á hứa là lo đám giỗ cho ba rồi đó nha. Chứ đừng có xỉn vô hứa cho đã rồi tỉnh ra chói bay chói biến là không có được đâu nha. Anh có mày mà cũng không tin đó hả? Tin, tin chứ. Anh hai nói mà sao em không tin được. Ủa, sao giờ này con chưa đi học nữa con? Dạ, một lát nữa con mới đi má. Sao mặt mày chù ụ vậy? Bộ lo không có tiền đóng học phí hả con? Dạ, con lo là lo cái chuyện ba hồi nãy hứa với cô á, là bỏ tiền làm đám giỗ ông nội. Mà nhà mình đâu có tiền nhiều đâu. Má nhắm má lo nổi không má? Ba con nói như vậy, giờ má cũng không biết làm sao nữa. Mà thôi chuyện đó của má, con đừng có lo. Mà thôi, mốt á, con ráng đi học. Đi làm, về con lo cho má bớt khổ. Con sợ má không có tiền hả? Lo bây giờ là con ráng lo xong mà cho học hành cho nó giỏi đi, là má mừng lắm. Nè, mà cái tiền học phí á, người ta gia hạn mình đến chừng nào mình nộp vậy con? Dạ một tuần nữa má. Một tuần nữa hả con? À, má biết rồi, để má sắp xếp cho. Thôi bây giờ con đi học đi, để má qua nhà dì Tư. Chứ chút xíu ba mày á, mày về á, mà ổng đem chuyện tiền bạc ra gây sự nữa, má má mệt lắm đó. Đi đi con. Dạ con không thấy vậy á. Vậy thôi con xin phép má đi học. Má đi. À, ở đâu rồi? Bà đứng lại đó. Tao nói với mày á, mua đồ cúng cho ba tao, mày có cái thái độ gì vậy hả? Mày? Ai à, tao cái thái độ gì đâu? Hồi nãy tôi cũng đồng ý rồi mà. Tiền học phí của con á, tôi còn lo chưa có xong nữa. Mà sao không có dơ cái khổ cho người không vậy ông? Không có tiền, lo đi kiếm tiền. Đừng có than là không có tiền với tao. Mày nghe chưa mày? Ai à. Tôi biết rồi. Tao nói cho mày biết nha. Mày biết không? Mày phải lo cho xong nha. Không xong là mày chết với tao. À. Lên, cháu gì đó? Đâu có gì đâu. Lên,
Đi đâu coi. Mày giấu tiền đem về bên ngoài nhà mày á. Tiền này á, ông mày á, lấy của tao chứ nhiêu tiền rồi. Cái tiền này á là tôi lo cho con. Ông đi làm á, ông có đưa ra tao mà ông nói. Học hay không học á, thì bỏ đi. Đưa tiền cho tao, đòi làm vô. Tôi nhìn ông á, nay đã gần 20 năm rồi nha. Hả? Cái tiền này á, tôi lo cho con á, mà chết tôi cũng không đưa cho ông đâu. Hôm nay mày dám đi dùng tao hả? Ây hả? Quýnh cái mày rồi tiền vô luôn. Giết mày nè. Rồi tiền ra luôn. Bị cáo Hồ Thị An, tại sao bị cáo lại giết bị hại Ngô Sĩ Hải cũng là chồng của bà? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo không có cố ý giết chồng bị cáo đâu. Vì hôm đó ông cứ đánh đập, bóp cổ, đòi tiền, còn hâm dọa giết bị cáo nữa. Cho nên bị cáo hoảng loạn, rồi phần lại khó thở. Nên bị cáo đã quơ quào nhà đâu, giớ chúng ngay cái con dao gần đó. Bị cáo chủ yếu là để tự vệ mà thôi. Nào ngờ đâu. Từ hồi xưa tới giờ, một con gián bị cáo cũng không còn dám giết nữa. Thì làm sao mà bị cáo giết chồng bị cáo cho được chứ. Tại sao bị hại lại có hành vi đánh đập và bóp cổ bị cáo? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo với chồng á sống với nhau cũng đã hơn 20 năm rồi. Nhưng mà những ngày vui vẻ và hạnh phúc á, chỉ đếm được trên đầu ngón tay à. Ông thường xuyên đánh đập hành hạ bị cáo. Vui ông cũng đánh mà buồn ông cũng đánh. Ông cần biết cái chuyện đó đúng hay sai như thế nào đó. Nhưng mà chưa bao giờ mà bị cáo có dám có một cái hành động nào mà phản kháng lại hết á. Bữa đó đó, ông đi nhậu về sai, ông kêu bị cáo là đưa tiền để cho ông làm đám giỗ. Mà bị cáo lúc đó chỉ còn có một ít tiền à. Cái tiền đó bị cáo định đóng tiền học cho con. Mà ngờ đâu ông phát hiện ra, rồi ông nói là bị cáo giếm tiền để lo cho bên ngoại. Thế là ông đánh đập, ông bóp cổ bị cáo. Chồng đánh đập, sao bị cáo không nhờ chính quyền giải quyết mà lại chọn phương pháp cam chịu như vậy? Dạ, hội đồng xét xử, chính quyền á cũng đã nhiều lần can thiệp, nhắc nhở rồi. Nhưng cứ sau lần đó là ông lại càng đánh đập, hành hạ bị cáo nhiều hơn nữa. Bị cáo nghĩ rằng cái số kiếp của mình là anh như vậy rồi, nên đành phải cam chịu thôi. Mời vị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi xem xét toàn bộ diễn biến vụ án và phiên tòa diễn ra công khai trong ngày hôm nay, viện kiểm sát xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Thị An đối với bị hại Ngô Sĩ Hải là tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Xét thấy bị cáo đã bị ngược đãi cả về thể xác lẫn tinh thần trong thời gian dài, giết người trong hoàn cảnh tinh thần bị kích động và bị uy hiếp từ chính bị hại. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã đầu thú, ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo, đó là những tình tiết giảm nhẹ. Viện kiểm sát đề nghị mức án 4 năm tù đối với bị cáo Hồ Thị An về tội giết người. Mời chị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời chị Ngô Thị Hậu đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Chị là em ruột của bị hại, chị có biết anh mình bạo hành, ngược đãi bị cáo thường xuyên không? Dạ thưa hội đồng xét xử, anh trai tôi á chết oan quá à. Anh tôi á không bao giờ mà đánh người vô cớ hết á, tại bà ta hết á.
Tại bà ta gây chuyện á, cho nên anh tôi mới phải dạy dỗ. Vậy đó, mà nỡ lòng nào bà ta chém chết anh tôi. Anh ơi là anh chết thảm quá à anh ơi. Đề nghị chị trả lời đúng câu hỏi của hội đồng xét xử đưa ra. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đã được điều tra rõ và bạo lực gia đình là phạm pháp. Không ai có quyền dùng bạo lực thời gian dài để hành xử trong gia đình cả. Vậy chị có ý kiến gì về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, tôi đề nghị là phạt thật nặng, rồi bồi thường cho gia đình chúng tôi nữa. Chứ giết người á, mà xử có 4 năm tù à, sao mà đủ răn đe chứ. Mời chị ngồi xuống. Mời cháu Ngô Quang Bình đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Việc ba bạo hành mẹ, cháu có chứng kiến hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, nhiều lần ba đánh đập mẹ, tất cả tôi đều chứng kiến hết à. Có lần ba còn đánh mẹ gãy tay mới nhập viện. Vậy tại sao anh không tìm cách khuyên bảo ba mình? Dạ, thưa hội đồng xét xử, nhiều lần tôi có can ngăn nhưng đều bị ba đánh. Các cô chú ở bên tổ dân phố qua, khi các cô chú đó về thì ba lại càng đánh má nặng hơn nữa. Thực sự tôi thấy như vậy rất là xót. Nhưng má dặn phận làm con thì không được hỗn láo với cha, cho nên tôi cũng không biết phải làm sao. Vậy thì anh có ý kiến gì vì bản cáo trạng về luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ, thưa hội đồng xét xử, tuy má tôi là người gây ra án mạng, nhưng một phần cũng vì ba tôi lúc nào cũng đánh đập hành hạ má tôi, cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Rất mong hội đồng xét xử và pháp luật khoan hồng, xử một mức án nhẹ nhất cho má tôi. Mời anh ngồi xuống. Bà Hồ Thị An, bà được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bây giờ bị cáo chỉ xin được đã lỗi với gia đình bên chồng. Bị cáo đã lỡ tay giết chồng thì cái tội lỗi này nó sẽ ám ảnh bị cáo suốt cả cuộc đời. Bị cáo chỉ mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ án để bị cáo còn về với gia đình thờ phụng và tạ lỗi cùng chồng. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ của vụ án và phần xét hỏi, phần tranh luận công khai tại phiên tòa được diễn ra ngày hôm nay, xét thấy hành vi của bị cáo Hồ Thị An đối với bị hại Ngô Sĩ Hải là giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh, cộng thêm việc bị cáo bị bạo hành trong thời gian dài, luôn ăn năn hối lỗi trước hành vi của mình, đó chính là tình tiết giảm nhẹ. Căn cứ vào điều 95 Bộ luật hình sự, tuyên phạt bị cáo Hồ Thị An 3 năm tù về tội giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Suốt nhiều năm dài chịu đựng người chồng vũ phu, biến mình thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Nhưng rồi, vì một lần phản kháng trong tình trạng tâm lý bị đè nén, chị trở thành tội phạm với tội danh giết người, mà người đó lại chính là chồng chị. Giết người là phạm tội, và bị cáo An sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc để răn đe. Nhưng ở góc độ là một người phụ nữ, tôi thương cảm và xót xa cho chị nhiều hơn là trách giận. Bởi con Dung xéo lắm cũng quằn, nhiều năm trời bị người chồng mê rượu chè, cờ bạc đánh đập, thì bị cáo còn sức đâu để chịu đựng thêm nữa. Tôi chỉ trách là trách bị cáo phản kháng quá tiêu cực. Lẽ ra nên mạnh dạn ly hôn để giải thoát cho bản thân nếu cuộc sống hôn nhân vợ chồng không còn hạnh phúc, hoặc nhờ đến sự can thiệp của chính quyền địa phương để giúp đỡ khi bị bạo hành,
thì có lẽ bị cáo đã không rơi vào vòng lao lý như ngày hôm nay. Có lẽ niềm an ủi duy nhất đến bây giờ với bị cáo chính là những đứa con của chị. Dẫu bị cáo đã phạm tội tày trời khi tự tay tước đi mạng sống người cha của con mình, nhưng chúng có lẽ cũng đã thấu hiểu được nỗi khổ của chị, nên vẫn xin tòa giảm án cho bị cáo. Tôi mong và tin rằng tình cảm đó của những đứa con sẽ là động lực cho bị cáo cải tạo thật tốt, chuộc lại lỗi lầm để sớm trở về làm lại. Tiền đâu rồi? Tiền tôi đâu rồi? Mày làm gì mà ngồi thừ đó vậy Toàn? Tiền của em, chị có lụm thì trả lại cho em đi. Mày cũng có tiền để tao lụm nữa hả? Tiền em bưng bia cho quán nhậu đầu hẻm á, chị trả cho em đi. Tao nói tao không có lụm được tiền nào của mày hết á. Lụm mà tao trả rồi. Mày mất hết bao nhiêu? Tôi 50 ngàn lần đó. Tao nói là tao không có lụm. Chứ đừng có xạo. Trả em đi. Tao nói tao không có lụm mà sao tao đưa? Hay là mày xài mày quên đâu rồi giờ mày đòi tao? Chứ đừng có tưởng tôi ngu. Trả đây đi. Chứ đừng có xạo tôi. Trả tiền cho tôi đây. Trả đây. Nhanh. Tao nói tao không có lấy. Trả đây. Trả đây. Tại sao mày nói này làm mỹ vậy? Trời ơi. Chết. Chết coi Toàn. Mỹ gì vậy hả? Trời ơi. Làm gì mà nó nổi điên lên vậy? Trời. Chị coi nó làm rớt tiền đâu á. Rồi bây giờ hả? Nó ngồi đó. Nó nói em lấy của nó. Nó xong cho nó bóp cổ em đó nè. Có cái gì thì nói đàng hoàng. Sao em lại làm vậy hả Toàn? Đợi nói rồi con nghe không? Con cãi nó kìa. Mày mất bao nhiêu mà la dữ vậy? 50 ngàn. Có mấy chục ngàn à mà nó làm như trái nhà vậy đó. Chị trả đi. Trả đi nè, cầm đi, chị cho á coi như là chị bù luôn á. Tôi không cần, tôi cần tiền tôi à. Trả cho tôi. Mấy người đừng tưởng tôi ngu, tôi biết hết á. Có mấy chục ngàn à mà mày cãi nhau với nó làm gì để cho nó nổi điên lên vậy? Em sắp điên với nó luôn rồi anh nè. Thiệt là khổ mà. Mười mấy năm lấy chồng không có khổ gì chồng gì con, mà khổ gì em chồng à. Có điên á thì điên thiệt luôn đi. Dở dở ương ương rồi phá phách. Thiệt là chịu không có nổi mà. Em biết chị chịu nhiều thiệt thòi mà. Chị cũng thương cho số phận của nó nên chị mới như vậy. Thiệt không có chị á, em không biết xoay sở sao với nó luôn á. Thôi, đằng nào thì cũng là ruột thịt mà. Nó điên vậy á, chứ nó có điên nữa, điên hơn nữa thì cũng có bỏ nó được đâu em. Ông ấy trên đường hả? Không có bóp còi hả? Mày điếc hả? Tao bấm còi cả thế giới này ai cũng nghe hết trơn á, có mình mày không nghe thôi. Ông ấy trên đường hả? Cả ngày á chạy xe không có khách rồi, rồi bây giờ á xui xẻo gặp thằng điên không à. Ông nói ai điên? Ai điên hả? Tao nói được hả? Tao nói. Mày chết đi! Chết đi! Mày là điên hả? Mày là đồ điên! Tao có điên!
Trời ơi, cái thằng này nó ngu gì mà nó ngu dữ vậy không biết nữa. Ngu vừa vừa thôi trời. Cáo Nguyễn Khánh Toàn, tại sao ở cùng một nhà là người thân ruột thịt mà bị cáo nở ra tay chém vào đầu của chị ruột của mình là bị hại Nguyễn Thu Thủy, rồi dùng vỏ chai bia đập vào đầu chị dâu là bị hại Phan Thu Trang? Do bị tâm thần. Yêu cầu bị cáo trả lời đúng và rõ, mở đầu trình bày phải rõ ràng. Thưa hội đồng xét xử. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo bị bệnh tâm thần không được bình thường, lại hay bị mọi người kêu bị cáo là bị điên, bị khùng. Với lại bị cáo đi làm cực nhọc mới được 50.000, về nhà thì mất tiêu. Bị cáo nghĩ là chị Thủy lấy, chị Thủy còn la mắng bị cáo nữa, nên bị cáo chém cho bỏ ghét. Vậy chém cho bỏ ghét, lỡ chị có bị cái gì á thì ai sẽ lo cho bị cáo đây? Dạ thưa đồng xét xử, bị cáo không biết nữa. Lúc đó hoảng loạn quá, bị cáo không biết tại sao bị cáo làm như vậy nữa. Bị cáo có ý định chết mà lại không được. Vậy bị hại Trang là chị dâu của bị cáo, làm gì mà bị cáo phải dùng chai bia mà đánh cho thương tích như vậy? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo bệnh trong người, chị Trang á không thương bị cáo mà còn hùa theo mọi người, kêu bị cáo điên, bị cáo bị khùng. Ghét quá, bị cáo đánh luôn. Vậy tại sao bị cáo phá hoại tài sản của bị hại? Lúc đó bị cáo hoảng loạn, bị cáo không biết tại sao bị cáo làm như vậy nữa. Bị cáo không biết, bị cáo hối hận lắm. Sau này khi bình tĩnh lại thì bị cáo có hối hận về những hành vi của mình hay không? Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo hối hận lắm, bị cáo sợ lắm. Bị cáo sợ hai chị không tha thứ cho bị cáo. Bị cáo sợ là hai chị không nuôi bị cáo nữa. Bị cáo sợ lắm, bị cáo hối hận lắm. Bị cáo ý thức được là hai chị của mình cưu mang mình, mà chỉ vì mâu thuẫn nhỏ lại ra tay tàn độc như vậy hay sao? Do bị cáo tâm thần nên bị cáo không biết tại sao bị cáo làm như vậy nữa. Bị cáo sợ lắm. Mời chị đại diện viện kiểm sát. Thưa hội đồng xét xử, sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án và diễn biến trong phiên tòa hôm nay, xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Khánh Toàn đối với bị hại Nguyễn Thu Thủy là chị ruột và bị hại Phan Thu Trang là chị dâu bị cáo là vô cùng nghiêm trọng, có tính chất côn đồ. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã có ý định giết chính người thân, người cưu mang mình, còn phá hoại tài sản của bị hại. Tuy nhiên, do bị cáo có vấn đề về thần kinh, lại gây án trong khi tinh thần bị kích động, may mắn bị hại không bị ảnh hưởng đến tính mạng. Viện kiểm sát đề nghị mức án 9 năm tù đối với Nguyễn Khánh Toàn về tội giết người. Mời vị đại diện viện kiểm sát ngồi xuống. Mời bị hại Nguyễn Thu Thủy đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Là bị hại cũng là chị ruột của bị cáo, chị có ý kiến gì
về bản cáo trạng và luận tội của viện kiểm sát dành cho bị cáo hay không? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, em tôi từ nhỏ đã thiếu may mắn. Lúc vừa sinh ra thì đã tâm thần không được ổn định rồi. Bình thường nó hiền và ngoan lắm. Nhưng mà khi bị kích động thì nó trở nên thô lỗ và hung dữ. Ba mẹ mất sớm, không lâu anh hai cũng mất. Ba chị em nương tựa nhau mà sống. Sự việc xảy ra như thế này, lỗi một phần do tôi. Phải chi tôi biết nghĩ một chút cho em nó thì sự việc đã không như thế này rồi. Tôi không cần nó bồi thường gì, gì hết á. Chỉ mong hội đồng xét xử xem xét khoan hồng và tha cho em nó để về cho chị em với nhau. Mời chị ngồi xuống. Mời chị Phan Thu Trang đứng lên trả lời câu hỏi của hội đồng xét xử. Bị cáo khai là do bệnh tật mới thực hiện những hành vi giết chị và chị Thủy. Chị có đồng ý với quan điểm này của bị cáo hay không? Thưa hội đồng xét xử, từ ngày mà thằng Toàn nó bị tạm giam á, gia đình tôi hiu quạnh lắm. Cũng biết là nó sai, nó từng muốn giết mình, nhưng mà đó chỉ là hành động trong cơn giận thôi. Mong hội đồng xét xử xem xét bệnh tình của nó. Qua lần này chắc nó cũng sợ rồi, chắc nó không dám nữa đâu. Nên mong hội đồng xét xử giảm án cho nó, để nó được trở về với gia đình. Mời chị ngồi xuống. Bị cáo Nguyễn Khánh Toàn, bị cáo được phép nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử vào nghị án. Dạ thưa hội đồng xét xử, bị cáo bị bệnh nên bị cáo không hiểu gì về pháp luật hết. Chỉ mong sao á pháp luật xem xét bệnh tình của bị cáo và hoàn cảnh của gia đình. Bị cáo sai, bị cáo chấp nhận nhận lỗi. Mong sao pháp luật giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo được về với gia đình. Bây giờ hội đồng xét xử vào nghị án, giao bị cáo lại cho lực lượng công an quản lý. Mời mọi người đứng lên nghe tòa tuyên án. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án được thẩm tra công khai tại phiên tòa hôm nay, hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Khánh Toàn đối với hai bị hại Nguyễn Thu Thủy và Phan Thu Trang là đặc biệt nghiêm trọng. Bị hại không chết là nằm ngoài ý thức chủ quan của bị cáo. Chưa dừng lại ở đó, bị cáo còn phá hoại tài sản của bị hại cho hả cơn giận. Tuy nhiên, vì bị cáo có di chứng bệnh tâm thần, gây án trong tình trạng tinh thần bị kích động, lại được bị hại xin giảm án nên áp dụng điều 93 Bộ luật hình sự, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh Toàn 9 năm tù về tội giết người. Thay mặt hội đồng xét xử, tôi tuyên bố kết thúc phiên tòa. Rất nhiều vụ án mà bị cáo là những người được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần, và đau lòng hơn khi thủ phạm và nạn nhân đều cùng chung huyết thống. Như vụ án trong phiên tòa xét xử ngày hôm nay, người em trai chỉ vì yếu tố tâm lý căng thẳng cộng thêm những lời dèm pha mỉa mai chê bai của người dân mà về nhà trút cơn thịnh nộ xuống đầu chị dâu và chị gái của mình. Những người đã luôn một lòng yêu thương và nuôi nấng anh ta bấy lâu nay. Cũng may là những nhát dao đó không lấy đi mạng sống của hai người phụ nữ đáng thương đó. Cũng may mắn khi ngay cả lúc người em trai gây nên tội lỗi, những người chị ấy vẫn đầy bao dung mà cầu xin tòa tha thứ cho đứa em tội nghiệp và tội lỗi của mình. Chính hành động của người chị ấy khiến cho tôi và những người dự khán cảm thấy ấm lòng. Ít ra, người em tội lỗi ấy vẫn có được một gia đình yêu thương, một nơi để trở về sau những 9 năm trả giá cho hành vi phạm tội của mình trong trại. Thank you.